Xin chào các em học sinh lớp 12. Hôm nay thầy với các em sẽ cùng nhau phân tích hình ảnh năm lá ngón trong truyện ngắn Vợ chồng A Phổ của nhà văn Tô Hoài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 7 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích hình ảnh năm lá ngón trong Vợ chồng A Phổ. Trong nền văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn trước và sau cách mạng, thực sự đã xuất hiện rất nhiều những ngòi bút tài năng làm rực sáng cả nền văn học của dân tộc. Các tác phẩm gắn liền với một thời đại đau thương, khốn khổ của dân tộc, đặc biệt là nhấn mạnh vào sự bất hạnh, cùng cực của những người nông dân, trí thức nghèo khổ đương thời với vòng xoáy bi kịch cuộc đời tàn khốc. Có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng như Chí Phèo, Đời Thừa của Nam Cao, Tắt Đèn của Ngô Thất Tố, hay Vợ Nhặt của Kim Lân, vân vân. Đến với Tô Hoài, một tác giả tài năng với gia tài sáng tác đồ sộ trên nhiều thể loại, với những đối tượng độc giả khác nhau, ông cũng góp vào nền văn chương Việt Nam một số những tác phẩm phản ánh hiện thực đất nước những năm còn kháng chiến. Tiêu biểu nhất ấy là tác phẩm Vợ chồng A Phổ, một tác phẩm đã nêu lên số phận bất hạnh của những con người thấp cổ bé họng ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là thân phận đớn đau của người phụ nữ dưới ách áp bức của cả thần quyền và cường quyền. Trong đó xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật Mị, năm lá ngón đã ba lần xuất hiện trong cuộc đời cô, với những ý nghĩa đánh dấu từng bước ngoặt của cuộc đời người phụ nữ này tựa như một nhãn tự đặc biệt cho tác phẩm. Có lẽ rằng bản thân chúng ta cũng đã đôi lần được nghe về thứ lá đoạn trường tên là lá ngón mà người dân miền núi vẫn thường truyền tay nhau về mức độ độc của chúng, khi mà chỉ cần một nắm lá nhỏ, con người ta có thể dễ dàng kết thúc cuộc đời mình. Đó là một vị thuốc cực độc, một loài cây dân gian đặc trưng cho vùng miền núi phía Bắc, đặc trưng cho nền văn hóa của các dân tộc nơi đây. Việc đưa hình ảnh nắm lá ngón vào tác phẩm chưa xét đến những ý nghĩa sâu xa, mà ban đầu bản thân nó đã có tác dụng tô đậm thêm phong vị âm hưởng núi rừng Tây Bắc cho tác phẩm, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và gắn bó của tác giả đối với mảnh đất này. Trong tác phẩm, nắm lá ngón đã xuất hiện đến 3 lần thông qua hành động và suy nghĩ của nhân vật Mị. Lần đầu tiên ấy là khi Mị phát hiện mình bị cướp về nhà thông lý bá cha, bị ép trở thành con dâu gạt nợ để trả mối nợ truyền kiếp của cha mẹ, nỗi đau khổ cùng cực khi bị ép lấy người mình không yêu, phải rời xa gia đình, từ bỏ tình yêu, đặc biệt mất đi cuộc sống tự do khiến Mị không thể chịu nổi. Trước những đớn đau như vậy, Mị đã khóc suốt mấy tháng trời, cuối cùng cô bỏ trốn về nhà. Trong lòng cô gái trẻ lúc này là sự tuyệt vọng khôn cùng. Cô muốn buông bỏ tất cả, muốn kết thúc sinh mạng của mình để tự giải thoát khỏi những bi kịch mà bản thân đang phải gánh chịu. Chính vậy nên, trên đường đi khi băng qua rừng, Mị đã tự hái cho mình một nắm lá ngón, dự định quay về gặp cha mẹ lần cuối rồi quên sinh. Điều ấy cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ trong tâm hồn Mị. Khi phải chịu cảnh sống đày đọa thì chi bằng chết đi để tự giải thoát cho bản thân khỏi những dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, kết thúc tất cả những bi kịch khủng khiếp mà cô không đáng phải gánh chịu. Có thể rằng đây là một lối giải thoát kiểu cực đoan, giống như cái cách mà Chí Phèo đã dùng dao tự tử. Thế nhưng xét thật kỹ lại, Mị làm gì có lựa chọn nào khác, khi sống mà chẳng khác nào đã chết rồi, thậm chí còn chẳng sung sướng bằng chết đi, bởi chết là hết, còn sống là còn phải chịu đựng. Tìm đến cái chết chính là sự phản kháng bị động duy nhất mà Mị có thể làm lúc bế tắc như này. Sự xuất hiện của nắm lá ngón đã phản ánh gay gắt sự tàn bạo của chế độ phong kiến cường quyền và thần quyền tàn ác, đã bức ép một cô gái lương thiện yếu đuối như Mị phải tìm đến cái chết, cũng đồng thời phản ánh đời sống thống khổ đầy bi kịch và đắng cay đến tột cùng của nhân dân ta trước ngày giải phóng, như việc ăn phải nắm lá ngón rồi quằn quại đợi đến lúc kết thúc cuộc đời tối tăm. Trong khi ấy, bản thân Mị tìm đến lá ngón ở đây lại là một biểu hiện rất rõ ràng và mạnh mẽ của lòng khao khát tự do, khao khát hạnh phúc và cuộc sống tươi đẹp. Cô ý thức rất rõ ràng những quyền ấy của mình, thế ngay khi gần như vĩnh viễn bị tước đi nó, cô đã không còn tha thiết gì việc sống nữa, bởi không còn tự do, phải sống với kẻ mình không yêu và một cuộc đời nô lệ thì còn khổ hơn là chết. Thế nhưng cuối cùng Mị vẫn sống, Mị vẫn từ bỏ việc tự giải thoát. Mị ném nắm lá ngón xuống đất
và quay trở lại nhà thống lý bá cha. Thực sự, đó lại là một bản lĩnh của Mị. Mị có thể dễ dàng chết đi, thế nhưng vì lòng hiếu thảo, thương cha già, Mị lại không đành lòng chết, bởi Mị chết là hết. Nhưng món nợ của cha vẫn còn đó, nó sẽ còn hành hạ cha Mị lâu dài. Chính vì vậy, cô gái ấy đã chọn một cách chết khác. Ấy là sống âm thầm lặng lẽ chịu đựng tất cả những đắng cay tủi nhục như một cỗ máy lao động biết nói, không còn thiết tha gì đến cuộc đời nữa. Mị sống không phải vì ham sống, mà căn bản chỉ là một sự tồn tại, một sự trả món nợ truyền kiếp tận hiếu. Lần thứ hai, hình ảnh lá ngón xuất hiện ấy là khi Mị đã ở trong nhà thống lý được vài năm. Lúc này đây, sự đau khổ, bất hạnh tột bậc đã hoàn toàn làm chai sạn đi cái tâm hồn trong sáng của Mị. Đến độ, ở lâu trong cái khổ, Mị cũng quen khổ rồi. Bây giờ Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Rồi thì cô còn tự ý thức được rằng con ngựa, con trâu làm có lúc, đêm còn được đứng gãy chân nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này vùi vào việc cả đêm cả ngày. Nghe thật đắng cay chua xót. Thế nhưng dẫu khổ cực đến tận cùng như thế, bố Mị cũng mất rồi. Nhưng lúc này bản thân cô cũng không còn tưởng đến việc ăn lá ngón để chết đi cho đỡ khổ nữa. Điều đó không chỉ đơn thuần là bản thân Mị đã quen với cái khổ, mà đúng hơn là đối với Mị, hiện tại sống hay chết cũng chẳng khác là mấy. Mị không còn muốn phản kháng hay có sức lực để phản kháng. Mị bắt đầu tồn tại như một thực thể vô tri, như cái tàu nước, bờ đá không biết đau đớn, không biết thế nào là khổ sở hay hạnh phúc. Mị đã hoàn toàn tuyệt vọng và đem tất cả những niềm khao khát tự do chôn vùi tận sâu trong trái tim, bọc bên ngoài nó một lớp vỏ sần sùi chai sạn. Chính vậy nên hình ảnh nắm lá ngón dường như đã phai mờ trong tâm trí Mị. Bởi lẽ cô cũng chẳng còn tha thiết gì nữa. Trong đầu Mị lúc nào cũng chỉ có việc đi làm, đến độ cô quên mất cả việc phải giao tiếp, phải nói chuyện. Cứ mãi sống như con rùa lủi lũi trong xó cửa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc niềm khao khát tự do, khao khát niềm vui sống đã dần tàn lạnh trong tâm hồn Mị như một nắm tro lạnh lẽo. Đến lần thứ ba, lá ngón lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Mị. Trong đêm tình mùa xuân ấy, tiếng sáo gọi bạn tha thiết đã khơi dậy trong lòng cô biết bao nhiêu những kỷ niệm tươi đẹp. Một thời con gái son sắt được bao chàng trai theo đuổi, lại có một tình yêu đẹp, một tài thổi sáo, thổi lá hay. Rồi trong những đêm hội mùa xuân, Mị được tung tăng tự do vui chơi, váy vóc sặc sỡ. Nghĩ đến đấy, Mị thấy lòng mình nôn nao, thấy buồn. Rồi Mị uống rượu ứng ực từng bát, như để trút hết những nỗi buồn khổ trong lòng. Rồi Mị lại thổi lá. Ánh lửa của niềm khao khát hạnh phúc, tự do lại dần nhen nhóm trong lòng Mị một cách chậm rãi. Ấy rồi, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết, nhưng A Sử chẳng năm nào cho Mị đi chơi, nó cứ bắt dịt Mị ở nhà. Nghĩ đến đấy, lại một nỗi đau khác trong lòng Mị bị cạy mở ra. Cũng là nỗi đớn đau nhất cuộc đời mà Mị phải gánh chịu. Những tường đã thành sẹo, hóa ra đụng vào vẫn chảy máu. Mị bị ép gả cho A Sử, hai người sống với nhau mà không hề có một chút tình yêu. Bản thân Mị phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình, còn A Sử lại là một kẻ vũ phu chỉ biết ăn chơi. Nghĩ đến đấy, vốn cái ý định quyên sinh đã chết từ lâu nay lại bùng lên trong Mị. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa, nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Điều đó đã thể hiện một điều rằng tâm hồn ham sống, ham hạnh phúc của Mị đã dần thức tỉnh. Mị đã lại cảm thấy đớn đau, lại muốn tự giải thoát cuộc đời mình bằng một cách nào đó. Cô lại ý thức thật rõ ràng rằng những đau khổ mà mình phải gánh chịu lần nữa. Mị đã nghĩ đến lá ngón bằng một sự phẫn nộ, uất ức đến tận cùng, là sự phản kháng mạnh mẽ, hòng tự cứu bản thân khỏi cái bể khổ mà mình đã phải gánh chịu biết bao lâu nay, đánh dấu sự sống lại của một tâm hồn vốn đã nguội lạnh, không quan tâm chuyện sống chết, từ đó mở ra cho tác phẩm cũng như nhân vật những hướng đi mới, những lối thoát và bước ngoặt mới mang tính quyết định. Như vậy,
Hình ảnh năm lá ngón trở đi trở lại 3 lần trong tác phẩm với những tầng ý nghĩa khác nhau không chỉ bộc lộ những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Mỹ mà còn mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi ngầm nói về cái sự độc hại của nền phong kiến thần quyền, cường quyền đang thống trị vùng núi Tây Bắc. Mà ở đấy, những con người như Mỹ đang phải hàng ngày chịu sự áp bức và những bi kịch không hồi kết. Họ không thể nào tự thoát ra khỏi cái độc hại ghê gớm ấy mà chỉ có thể bị động phản kháng bằng một nắm lá ngón. Thế nhưng cuối cùng, quyền quyết định có được ăn nó hay không cũng không nằm trong bàn tay của họ. Càng nghĩ lại càng đau đớn xót xa. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.